Và chính thức lúc này thì tiếng còi của trọng tài chính cũng đã vang lên. Hiệp thi đấu thứ nhất cũng đã được bắt đầu. Cầu thủ thi đấu chính của hai đội trong trận đấu ngày hôm nay. Và hãy cùng chờ đợi với những diễn biến được diễn ra ở trong trận đấu này. Tình huống tấn công đầu tiên đến từ cao thủ Thành Lương và những người bạn. Tấn công dứt điểm không vào. Lại là một tình huống lên bóng. Sút xa. Hợp lý rồi. Tấn của cao thủ 8X Sài Sơn. Được chuyền hay. Chưa được. Thành Lương. Như vậy là một bàn thắng đã đến dành cho cao thủ bên phía đội bóng Thành Lương và những người bạn. Rất nhẹ nhàng, nhưng tuy nhiên đó lại là một trong những sự hiệu quả đối với cú ra chân vừa rồi của Thành Lương. Không cần phải mất sức quá nhiều. Và chúng ta sẽ cùng xem lại với tình huống này. Cú ra chân trái, bóng chìm và rất khó đối với thủ thành Kiến Duy. Sút xa không vào. Rất hay đối với thủ thành Bá Hội. Huy Nhã. Vẫn còn Huy Nhã ơi. Không vào. Long Ma. Cơ hội dứt điểm ơi. Không vào. Đây rồi Khắc Long. Tiếp tục bắt cười đến với cao thủ Tam Vinh Sài Sơn. Tỷ số được quân mình là một đều. Bàn thắng này chúng ta thấy được rằng nó cũng rất nhẹ nhàng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ chiêm ngưỡng lại một tình huống gỡ hòa dành cho cao thủ bên phía đội bóng Tam Bích Sài Sơn. Tình huống bóng chạm vào chân của người đồng đội rất nhẹ nhàng. Bứt tốc của Thành Lương. Đội bóng sang. Goal! 2-1 nghiêng về Thành Lương và những người bạn ở trong tình huống ghi bàn vừa rồi. Số 3. Tuấn Hải là người đã có một pha lập công. Pha bứt tốc tuyệt vời của Thành Lương. Và sau đó là một đường chuyền chính xác và khoảng trống không còn gì tuyệt vời hơn dành cho một bàn thắng của Tuấn Hải. Cơ hội nữa, dứt điểm. Không được rồi. Tình huống đá phạt cần phải sử dụng hai chạm. Tiếp tục, bàn thắng nữa rồi. Quá nét. Ở trong tình huống vừa rồi vẫn là Thành Lương. Thành Lương vẫn là cầu thủ có cho mình được một pha kiến tạo tiếp theo ở trong trận đấu này. Và người ghi bàn đó chính là số 3 Tuấn Hải. Không có do thủ thành Tuyến Duy một cơ hội nào cả. Hiệu lực. Như vậy là bàn thắng đã đến dành cho cao thủ bên phía đội bóng 8X Sài Sơn. Sau nhiều những sự cố gắng thì ở trong tình huống vừa rồi chúng ta đã thấy được câu trả lời tiếp theo đến từ cao thủ của đội bóng Tây Bắc Trái Sơn. Một cú đá có thể nói rằng tương đối khó chịu của số 19 Hữu Lực. Xin kính mời toàn thể quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những ảnh trực tiếp được diễn ra trên sân vận động khu đô thị Sony Grand City và cùng đến với hiệp 2 trận đấu giao hữu của cao thủ 8X Trái Sơn và đội bóng Thành Lương và những người bạn. Thì các cầu thủ của hai đội họ sẽ có một trong những lối đá mới mẻ hơn ở trong những khoảng thời gian thi đấu tiếp theo của hiệp thứ hai này. Và như vậy là 8X Sài Sơn họ đã có bàn thắng đưa trận đấu này về với vạch xuất phát rồi. Một bàn thắng tiếp theo đã được đến. Đó là một pha bóng có thể nói rằng hơi có những sự chủ quan đến từ một pha xử lý của thủ thành Bá Hội. Tình huống dứt điểm này hơi cao. Là một tình huống tấn công ngược lại từ cao thủ 8X Sài Sơn. Đây rồi, cướp vào. Tội di chuyển quá nhanh của Khắc Long. Sút ra, cướp vào. Cướp vào. Thành Lương. Dứt điểm ngay. Như vậy là bàn thắng đã đến dành cho Thành Lương. Tuyệt vời.
Người đội trưởng Thành Lương ngày hôm nay vẫn tiếp tục tỏa sáng. Khi ở trong trận đấu này, Thành Lương cho tới thời điểm hiện tại đã có cho mình được 2 bàn thắng. Đầu chuyền. Coi vào! Đó là một siêu phẩm ở trong trận đấu ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ có thể xem lại với tình huống này. Một góc sút rất hẹp của số 6 Đại AK. Đại AK đã đem về một bàn thắng dành cho cao thủ bên phía đội bóng 8X Sài Sơn ở trong trận đấu này. Chính xác. Như vậy là tỷ số đã là 5-4 nghiêng về phía cao thủ đội bóng Thành Lương và những người bạn trên sân. Cú đá là của số 9 Huy Hiếu. Với những tính chất gắn kết anh em là chính. Không có những sự hơn thua ở trong trận đấu ngày hôm nay. Và tôi cũng rất mong muốn rằng với trận đấu giao hữu này thì kết quả hòa sẽ đẹp hơn. Thành Lương! Dấu chấm hết rồi! Trận đấu này không thể hòa được. Chính cú đá của Thành Lương đã nói lên điều đó. Khi mà bây giờ thì Thành Lương cũng chính là cầu thủ có cho mình được một cú hat-trick ngày hôm nay. Sau nhiều những pha dìa dắt và tìm ra khoảng trống thì cú đá chí mạng. Phải có nhiều những tình huống lên bóng. Nhưng tuy nhiên thì cao thủ bên phía đội bóng Thành Lương và những người bạn, họ vẫn có cho mình được những pha ra chân tạo ra những mối nguy hiểm cực kỳ nhiều. Như vậy là bàn thắng nữa rồi. 7-4. Và cũng chính tình huống vừa rồi đã khép lại tới trận đấu ngày hôm nay. Một kết quả cách biệt khá dài. Và chúc mừng chiến thắng dành cho cao thủ của đội bóng Thành Lương và những người bạn với trận đấu này. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của toàn thể quý vị và các bạn rất nhiều. Và xin kính chào và hẹn gặp lại toàn thể quý vị và các bạn ở trong những trận đấu tiếp theo tại những đường sóng livestream và những trang fanpage của chúng tôi.